con Bắc Hà ngày hôm nay. Đấy, bắt đầu sủa đấy, phản đối đấy. Ơi cho con ra thôi, cho mẹ vào bên trong. Rồi. Đó. Trắng tinh luôn. Ừ. Này cho ra ngoài. Cho ra ngoài cho đi lại tí quay video. Một con nữa đâu? Bốn con. À ừ nhỉ, quên. Cứ nhớ là 5 con, 4 con hay được 2 cái. Ui. 4 con hay được 2 cái. Đây, được 2 cái đây. Cái này. Đây, được 2 cái đây. À, hai thằng có vẻ to hơn một tí, một được một cái. To hơn một tí nhưng cũng chắc cũng chả to hơn đâu. Cái. Quá xinh luôn. Ừ. Bố trắng mẹ trắng đẻ ra tổng cộng đến bây giờ là đẻ ra lứa đầu tiên là nó đẻ 6 con giữ được 5 này, mất 1. Lứa thứ hai là đẻ 7 giữ được 6 này. 6 với 7 là 13. Với lứa này là 4 con, đẻ 17 con, 100% là lông trắng. Đây là cái bộ gen của con bố con mẹ là nó là quá đỉnh, chứ không thể không. Đó. Này thì bắt đầu lững chững tập đi rồi. Nay là được mười mấy ngày rồi nhỉ? Khoảng tầm 15 ngày. Đến ngày tẩy giun rồi đấy. Thôi để cho nó đến 20 ngày rồi tẩy giun. Ok. Đó. Hơi bị đã hơi bị tối rồi đấy. 5 giờ. Bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của điện này, tức là trời tối rồi. Cái bóng điện thì mờ, tối mờ nhưng mà vẫn nhìn thấy bóng và bóng điện, tức là trời đã tối. Hay bóng to hơn ngoài cửa? Không cần. Quay ánh sáng ban ngày là được rồi. Đó, lồng trắng muốt luôn. Ok, được rồi, bọn này tập ăn rồi, đòi ăn rồi hả? Đòi ăn thì cho ăn. Đòi ăn thì cho ăn, nhưng mà nếu mà đòi ăn, nếu mà thế thì mai tẩy giun luôn đi. Đòi ăn thì tẩy giun được rồi. Nó chỉ cần 2 tuần tẩy giun được rồi mà. Rồi, bọn chó con này thì hôm nay là ăn cũng tương đối sõi rồi. Rơi dụng mất con cọc đuôi, rơi dụng mất một con cọc đuôi. Đấy là rơi dụng mất con đực hay con cái? À, rơi dụng mất con đực. Như vậy là cọc đuôi là người nó chắc thế. Hai con đực một con cái thì bây giờ là còn một đực một cái thôi. Là hai con cọc đuôi. À, ba con cọc đuôi. À, bạn. Cọc đuôi lúc trước là ba con đực một con cái thì bây giờ còn hai con đực một con cái. À. Con cái này sẽ là con lông màu vàng nhạt. Con đực này thì lông sậm này. Ăn ở bên này. Để nhường bên kia cho chúng nó đi. Mỗi ô 3 con. Xích ra đây một tí. Sau chuyển cho bọn này nó ăn, cho nó ăn vào cái xem có cái đĩa ấy. Cho ăn vào cái đĩa ra này. Đỡ vướng. To hơn một tí là ăn vào cái này là vướng này. Ba con dài đuôi. Ba con dài đuôi thì một con bông lông đuôi này. Lông đuôi bông này. Con này thì không bông. Hai con bông. Ba con dài đuôi xem. Một con đực. Một con cái này. Hai con đực một con cái. Ba con cọc đuôi cũng hai con đực một con cái, mà ba con dài đuôi cũng hai con đực một con cái. Đó. Con nhóc con kia nó làm gì, nó kêu gì đấy? Đòi ăn à?
Đây là con này, con đen này là cái con Bắc Hà. Đó. Bố Bắc Hà trắng, mẹ thì vẹn. Nhìn cái mặt của con Bắc Hà nhìn nó hơi khác một tí. Trốn, một mình một đàn ra đi trốn. Ra ăn cùng chúng nó đi. Bế cho sát vào xem nó có ăn. Một mẹ một con, mẹ tốt sữa, con không cần ăn. Lông nó dày hơn này. Nhìn cái lông của nó này. Lông dày hơn, đuôi dài hơn nhiều. Bác Hà vẹn. Thôi cho con Bác Hà vào đi. Cho con cọc một mẹ một con kia ra. Con này là đàn một mẹ một con này. Này này, mặt nạ đen này. Con ấy lông nó dài hơn một tí. Đực. Úi giời, người này chắc. Đấy, ăn cùng chúng nó đi. Đấy, đồ ăn đấy, không cần ăn à? Mẹ nhiều sữa không cần ăn đúng không? Ăn không? Ăn đi. Đấy. Liếm mép không thèm ăn. Một mẹ một con. Một mẹ một con đẻ cùng ngày với lại một mẹ bảy con. Một mẹ bảy con thì nó đòi ăn từ sớm rồi, một mẹ một con còn chưa thèm ăn. Đây nó ăn bụng nó no luôn này. Ăn xoẽ luôn này. Đó, cái đàn chó con này thì có thể nhận cọc vào giờ này. Thôi nhấc cái con một mẹ một con vào trong đây. Úi giời ơi, nó ăn bụng nó no này. Đây đàn một mẹ sáu con này là cũng bắt đầu nhận cọc vào giờ này. Con đực này. Đây là con đực này. Đực mặt nạ đen. Rồi. Cọc tịt. Tất cả nó đều là cọc tịt hết. Rồi. Con này vẫn còn đang mãi ăn này. Úi giời ơi, người nó chắc nặng phết rồi đấy. Thứ hai là con đực này. Con này thì màu sẽ là màu vàng sẫm này. Mặt này lớn lên thì chắc là hơi phớt đen một tí. Lông đây. Cũng cọc tịt. Rồi ăn tiếp đi. Tham ăn quá. Con này nó nhảy một mình, nó nhảy vào đây nó nhận chỗ này. Con cái tránh ra cho nó ăn, bụng thì no này rồi. Ui giời, bọn này nó ăn nó no à, bụng này. Con này con cái. Màu này sẽ là màu vàng nhạt. Cũng cọc tịt luôn. Ăn khéo. Đây, vẫn còn đây này. Đấy, đồ ăn vẫn còn đấy. Nhưng mà ăn vừa thôi. Để bụng để bú sữa. Ba con có đuôi thì toàn nhấc hai con một đi. Rồi, một đực một cái, một con màu vàng nhạt này. Và con cái thì màu vàng sẫm này. Đó, hai con có đuôi. Ok. Con cái thì đuôi nó kém bông hơn, còn hai con đực thì đuôi nó bông hơn. Rồi, nhấc con đực kia đi, nhấc hai con đực đi. Đây là hai con đực có đuôi này. Đó. Một con này thì vàng sẫm hơn này. Con này sẽ là vàng nhạt hơn này. Hai con đuôi nó đều bông lông đuôi. Đó. Con kia thì nó cụp đuôi, con này thì nó vảnh đuôi. Con bế trước thì nó vảnh đuôi. Bế sau thì cụp. Đó, đàn này mọi người có thể nhận cọc được rồi. Có thể đặt cọc được rồi. Tập này là bắt đầu nhìn thấy nét mặt của con chó rồi. Bọn này thì tẩy giun một lần rồi. Chờ mấy hôm nữa là đến ngày là tiêm vaccine thôi.
Còn con này là con bạch cẩu hoàng đầu đây. Con này thì quay video hôm trước là có giới thiệu rồi. Con này thì định giữ lại vì tướng chó tốt, đẹp, khôn chó, trắng tinh, bạch cẩu hoàng đầu, thân có chấm đó, không gọng người thì cũng đẹp đấy, không gọng người theo kiểu là không gọng người của con cọc. Con này thì nó là cái con chó mẹ, nó là con chó bản Mông theo cái kiểu nó con cọc nhưng mà nó có đuôi, con bố là con sẹo. Con này thì tính là giữ lại để nuôi, nhưng mà có anh có một anh cái này bảo là để cho anh đấy, cho nó quay mặt về đằng này đi, anh bảo để cho anh đấy, để nó nuôi trong nhà vì có cái nhà chưa có chó. Tóm lại là anh ấy có mấy cái nhà, bây giờ là có một cái nhà là cho người ta thuê rồi, bây giờ đến ngày lấy lại rồi dùng thì không có chó, bắt nó về để nó nuôi để trong cái nhà đấy 200 mét. Này em này, em này là gọi là, nếu mà gọi là đẹp là tuyệt vời đấy chứ không phải không đâu, trắng tinh luôn, đầu vàng nhá. Tướng này là tướng gọi là hơi quý đấy, quý hiếm rồi. Ok rồi, rồi thôi cho nó ăn đi, ông bọn kia được ăn thì nó lại chưa được ăn, nó sốt ruột. Mọi người mà đặt cho con thì liên hệ qua số điện thoại Zalo 0901008234 nhá. Con này là có mấy cái chấm này, hai chấm cân ở hai vai này, nhìn không, hai chấm cân ở hai vai, một cái chấm vàng nhỏ ở giữa lưng đây nè, đó giữa sống lưng đấy, thân và bối là có nguyệt, mông thì mặc quần, đuôi thì trắng tinh. Đấy. Người trắng, hoàng đầu, đầu vàng, đỉnh đầu vàng, đỉnh đầu vàng lại còn có chấm vàng nữa. Đó. Mặt rất khôn. Đấy, rất quấn người luôn. Ra nịnh hoạt ngay. Mới bé tí tí đấy, đã biết ra nịnh hoạt rồi. Rồi. Thôi được rồi, vào trong chuồng ăn đi. Vào trong chuồng ăn cùng với mẹ. Ăn cùng hai mẹ con ăn cùng nhau. Đây cho vào trong chuồng đi.